lại em, mùa mưa con đường xưa đây rồi. Gặp lại em, nhịp chương trẻ chiều nghiêng đêm mời. Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy thương thương hoài. Có thế đấy, nắng thế đấy không vơi đầy. Lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp cười đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau từ bán mê thuộc, ta thương nhau từ bán mê thuộc. Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại, một cao nguyên ở trong tôi vừa thật cần vừa xa xôi. Có cái nắng, có cái gió, có tôi nhất, không mang tên, không mang tên người ơi. Có cái nắng, có cái gió, có tôi nhất, không mang tên người ơi. Có cái nắng, có cái gió, có tôi nhất, không mang tên người ơi. Hôm nay thì chúng ta đến thăm gia đình của một đồng hương Thái Bình, gia đình của anh Thuyết, và ở tại thành phố Buôn Mê Thuột, một người con của Thái Bình. Đây là toàn cảnh của gia đình. Một ngôi nhà rất là khang trang. Xin chào các cháu ạ. Các cháu là con của bố Thuyết hả? Như vậy là cũng gốc Thái Bình đó, đúng không? Như vậy cháu có cái cảm nghĩ gì khi mà bố mẹ có nói về những người Thái Bình không? Dạ, cháu rất là tự hào quê hương mình Thái Bình. Quê hương Long Tấn à? Đúng rồi, lúc nào mình cũng phải nhớ về quê hương cội nguồn. Chị ơi, chị là phu nhân của anh Thuyết đúng không ạ? Dạ vâng. Và xin chị là chị Phin ạ. Dạ vâng. Chị ơi, như vậy là chị có thể nói cho khán giả được biết là chị là ở huyện nào ở Thái Bình? Dạ, em là chị cứ nói đi ạ. Dạ. Em là đội 5, xã Bích Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Huyện Vũ Thư. Dạ. Như vậy là gia đình mình vào đây lâu chưa chị? Dạ, em vào đây năm 85 ạ. Dạ thế ạ. Vâng. Thì bây giờ như hôm nay là thành viên đến đây, cùng đoàn đến đây thì thấy là cơ ngơi gia đình rất là khang trang. Như vậy chứng tỏ rằng là anh chị cũng phải rất là vất vả, lo toan làm lụng để có một cái cơ ngơi như thế này đúng không ạ? Và phải nói là cái mảnh đất Tây Nguyên này rất là trù phú, cũng là tạo cơ hội cho những người Thái Bình vào để lập nghiệp. Nhưng mà cũng phải là cái sự nội lực của mình đúng không chị? Chị có thể nói về cái ngắn gọn về những cái khó khăn khi mới vào đây không ạ? Dạ, thì nói chung là đầu tiên thì cũng là vào đi khu kinh tế cũng khó khăn, cho nên là Tây Nguyên này là nắng và gió thì cho nên là cũng đầu tiên là cũng làm nương làm rẫy. Thế xong là về sau lại vào đi cũng là kinh doanh ở dưới chợ cũng bán. Dạ. Đầu tiên là cũng khó khăn, bây giờ là cũng là tạm ổn để nuôi các cháu ăn học. Dạ vâng. Em xin đình nhiên đang có mặt ở nhà của vợ chồng chị Thuyết. Và bây giờ quý vị nhìn thấy một ngôi nhà rất khang trang ở mặt tiền của một cái này là quốc lộ 14 nhưng mà thuộc thành phố Buôn Ma Thuột phải không anh? Anh ơi xin mời anh. Vâng. Đây là anh xin giới thiệu, đây là anh Thuyết, chị Thuyết Trần đây chị ạ. Vâng. Đấy thì anh chị rất là nhiệt tình. Là cái nhiệt tình của người Thái Bình khi mà biết đoàn người đi Buôn Ma Thuột thì các anh chị đã rất là nhiệt tình để mời các anh chị đến để thăm gia đình và dùng quan thân mật. Nên toàn đoàn thì cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc cho anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và là nhiều may mắn. Thì chị có cảm nhận như thế nào mà khi người Thái Bình chúng ta gặp nhau không ạ? Dạ, em cảm nhận là rất là tình cảm và vui mừng là được gặp những người đồng hương Thái Bình. Dạ. Còn anh ạ? Tôi cũng xin phép anh là mình là người Thái Bình. Nói đến tên Thái Bình là mình nhớ, mình thương, mình yêu, mình quý, rơi cả nước mắt. Nói thật với anh như thế. Nói người Thái Bình ở tất cả một cái khu vực nào mà nói tôi là người Thái Bình đây. Thái Bình tôi không phải nói là quê hương bạch thuật ở Thái Bình, nhưng Thái Bình là tôi cảm nhận rơi nước mắt. Nói đến Thái Bình tôi cảm
người Thái Bình thì tôi rơi nước mắt. Tính tôi là rất là đấy. Mong em đã nhìn nhận được rất là cảm ơn đoàn đã lên đây mà cùng ông anh tôi mà về đây thăm gia đình. Tôi rất chân thành cảm ơn đoàn của đồng hương Thái Bình của thành phố Hồ Chí Minh đã yêu ái cho gia đình chúng tôi. Xin rất chân thành cảm ơn. Thưa các bạn, thành viên cũng đã nhìn thấy những giọt nước mắt ở trong mắt của anh, thật là sự xúc động. Vâng, rất xúc động. Thành ra là em cũng xúc động lắm. Thì nói như thế này là biết non ngàn dặm yêu thương ở đâu cũng gặp quê hương của Thái Bình. Quê hương nghĩa là ân tình, dù đi xa vẫn nghĩ mình nhớ đây. Con mình quê hương là chủ kẻ nhỏ. Anh em mình hát bài nói gì? Quê hương là chung ngày mòn cho con chiều mãi mỗi ngày. Quê hương là đường đi con về sợ không bàn bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ không biết đi bởi vì đâu.
Bây giờ em cũng được xin phép giới thiệu một chút. Thì nhận lời mời ở của Hội đồng Hương Thái Bình là tỉnh Đắk Lắk. Thì Hội đồng Hương Thái Bình thành phố Hồ Chí Minh có cử một đoàn lên để tham dự họp bàn với bà con. Thì em là trưởng đoàn, em là Nguyễn Thành Hiên là người dẫn chương trình. Và bác Tịch thì là chánh văn phòng của hội, cũng là ủy viên của hội. Và ngồi cạnh em đây thì là nghệ sĩ Hải Yến, mình nhà hát chèo Thái Bình. Đó. Và đây là chị Lam thì cũng là người ở Gia Lai nhưng mà cũng tham dự ở trong đoàn. Ở đây là anh Thành thì là rể Thái Bình, rể thì ở quê Tiền Hải, quê thì anh ở Bắc Ninh, Bắc Giang nhưng mà lấy vợ ở Tiền Hải, anh Tiền Hải Thái Bình. Đó, thành ra là bữa giờ thì qua bác Tịch thì biết là các bác đây rất là nhiệt tình, mà hôm đó em áy náy lắm, em nói áy náy vì các bác rất là nhiệt tình, đánh giá là dừng tối hôm đó nhưng ở trên đó người ta lại cũng tổ chức tiếp đón, thành ra là em ở thôi thì bác Tịch nói khó giùm em. Là để thôi để thì em sắp xếp để cái bữa khác thì em sẽ quay về để thăm các anh ở đây. Cô thì rất là cảm ơn bác và gia đình đã tiếp đón thì em rất là nồng nhiệt, thể hiện cái tính cách người Thái Bình ấy, hiếu khách bằng đúng lại bằng cả tấm lòng, hiếu khách. Mà người Thái Bình thì cần cù nhân hậu, thông minh và linh hoạt, mà hiếu khách lắm, nồng nhiệt lắm, như ở trên Buôn Mê Thuột, trên thành phố chỗ trên kia thì cũng vậy. Thành ra là bây giờ các bác các anh chị chứng kiến em với này bác ấy là cạn ly 100%, thế thì em ít cạn, bữa giờ em không có cạn thì em vẫn giữ giọng, nhưng mà hôm nay hết việc rồi thì em với bác cạn 100% anh nhá. Dạ rồi, các anh chị em nhá, các bạn hướng nhá. Dạ, trời ơi hôm nay này say mất rồi, có say không, có say không, say nhá. Rồi không ưu tiên Hải Yến uống ít thôi, lấy xe mà. Thì đoàn của các anh chị em ở Hội đồng Hương thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Lắk để dự họp mặt với bà con đồng hương Thái Bình tại Đắk Lắk, và rất là vui mà khi được đến thăm gia đình của bác Nguyễn Như Nhuận, và có thể nói là bác ví bác như là một già làng ở khu vực này. Và Thành Hiên cũng được biết là bác đã những cái năm đầu 1977, chắc khoảng những năm 70 ấy, thì mới giải phóng tỉnh Đắk Lắk, thì đất đai còn nhiều mà còn rất là hoang vu, thưa người phải không bác? Thì bác là những người mà đã liên hệ với lại tỉnh Đắk Lắk để về vận động và đưa bà con Thái Bình vào đây để lập nghiệp, và có 200 hộ gia đình ở đây. Và đây là bác Nhuận ạ. Bác ơi, thì hôm nay rất vui là được gặp bác, mà bác rất là mến khách, tức là mấy ngày nay thì mấy anh em trong gia đình cũng đã mời chúng cháu đến để thăm gia đình và dùng bữa cơm thân mật. Thì hôm nay chúng cháu ghé đây thăm, thì bác có thể giới thiệu một chút về mình để cho mọi người được biết ạ. Vâng, trước hết thì xin cảm ơn các anh các chị đã dừng chân lại Bò Phú, một cái xã nó nằm ở cái điểm đầu
cái cửa ngõ của tỉnh, tỉnh phía Tây Nam. Rất là hoan nghênh cái chuyến đi này, nó mang đầy ý nghĩa, nó mang cái tình cảm của những người đầu tư Thái Bình từ thành phố Hồ Chí Minh về trên Đắk Lắk. Chúng ta gặp nhau ở một điểm là những người xa quê, là những người xa quê. Cái dẫu cuộc sống còn bề bộn, rồi dẫu bận trăm ngàn công việc, thế nhưng mà tận nơi sâu thẳm nhất thì cái tình cảm quê hương, cái nỗi nhớ quê, nó vẫn luôn đau đáu của dân tộc. Và hết có dịp được bộc lộ là hòa vào và ôm lấy nhau mà cho nó thỏa được cái tình quê đó. Thế còn cũng xin nói một chút là nhớ những cái ngày đầu năm 1977 thì thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước phân bổ lại lao động trong phạm vi cả nước, và đồng thời nữa là tỉnh Đắk Lắk dịp đó là cái một cái tỉnh mà nó có một cái chiều dài biên giới Tây Nam, tình hình cũng không được ổn, nên là thực hiện cái chủ trương đó thì Thái Bình đã cắt cử 5 trung đoàn thanh niên xung phong của Thái Bình vào trong này với tinh thần là vào làm kiểm trạm để khai hoang xây dựng cánh đồng và xây dựng cơ sở vật chất ban đầu để đón dân của Thái Bình cũng như các tỉnh khác vào Đắk Lắk để lập nghiệp, để làm ăn sinh sống. Cũng nhân đó thì cũng nhắc lại một chút là những cái ngày đó anh em chúng tôi vẫn cứ thầm nói với nhau rằng nhớ ngày đầu mới tới đây, rừng khọt mùa khô lá rụng đầy, cỏ lút đầu người, không lối bước, nước hiếm, rau khan, phu rô nhiều. Hay quá, hay quá. Rất là hay. Thế bây giờ chắc là để mở đầu cho cuộc gặp mặt này, tất cả anh chị em chúng ta nâng ly hả? Chúng ta cùng nâng ly và... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó cao nguyên che chở anh. Hạt muối đang sức từng chút chờ đỏ mắt anh vui vui kê trong cái che gần kề gặp đường hôm nay màu xanh thẳm long trông công trường đậm đặc em thấy lòng vui quá đến chờ nước. Qua đó cả cuộc đời nhớ lại vẫn thương nhau. Có những lúc nhạt muối đói rau, cơn sốt rét rừng rung hai đầu võng. Đấy thì cháu mới đọc được cái khoản đấy. Cơn bài thơ nó dài nhưng mà bởi vì trí nhớ mình kém mà nay không có sổ sách ấy, nhưng mà trong không hiểu sách này là không nhớ đọc được câu thế thôi. Thế và đồng thời là cũng là một cái câu thơ có vị nhất là tiền nhiệm đọc câu thơ về Tây Nguyên. Cháu cũng quên là không biết là của tác phẩm nào, nhưng mà nói rằng là Tây Nguyên ơi hỡi Tây Nguyên, chí trai ta đã từng quen chốn này. Tây Nguyên gan góc dạn dày, còn ghi sâu sắc những ngày chiến tranh. Báo cáo với cậu với mọi người thì hay quá. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, để cho đoàn khởi hành thì tất cả chúng ta hát chung một bài Nắng Ấm Quê Hương nhé. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng xin phép là thôi thưởng thức cái ẩm thực nhà. Dạ. Ta chưa kết thúc, bây giờ có 11 giờ năm. Hát ẩm trà. Dặn bác Tịch là nói gia đình làm bữa cơm nhẹ nhẹ thôi, cơm rau, nhưng mà em nói vậy nhưng em đảm bảo chắc chắn là một mâm cỗ đầy, tại vì người Thái Bình là vậy à, tiếp khách như tiếp người thân mà, đón khách như đón mùa xuân mới về, đúng không? Thành ra mà em biết là người Thái Bình là vậy. Thành ra là được cảm ơn các bác rất là nhiều. Dạ. Thế này chứ là kế hoạch mà không thay đổi được thì cái đó giờ. Bây giờ bác ơi, bác ơi, người ơi, người ở em về, người ơi, người ở em về, người về em.
vẫn đi, mày có mày không mỹ thầm đôi bên là bên sông như vạt áo mà này cũng có ướt đầm như mưa. Người ơi người ơi em về, người ơi người ơi em về. Rồi em về nhé, em chào các bác nhá. Thank you.